Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BUNTV 57.3. Hôm nay là thứ Bảy ngày 16 tháng 6 năm 2012. Thanh Thanh cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Thái tử của Saudi Arabia vừa mới từ trần, tin từ Riyadh. Thái tử Najaf bin Abdulaziz Al Saud của Saudi Arabia đã từ trần ở Geneva. Hoàng tử Najaf đã làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ năm 1975, được chỉ định làm Thái tử trong tháng 10 năm ngoái, sau khi người anh lớn tuổi hơn từ trần. Đài truyền hình nhà nước Saudi Arabia cho biết, tang lễ sẽ được cử hành ở Mecca vào ngày mai. Thái tử Najaf mất, quốc vương Abdullah 89 tuổi sẽ phải chỉ định người kế vị mới. Hoàng tử Salman đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng 76 tuổi, được coi là người sẽ được chỉ định. Najaf là người bảo thủ, chống lại những biện pháp cải cách, là người đã phát triển hệ thống an ninh có rất nhiều quyền lực ở Saudi Arabia. Hệ thống này không chỉ tiêu diệt Al-Qaeda mà còn phong tỏa mọi hoạt động tranh đấu đòi cải cách, tôn trọng nhân quyền trong nước. Quốc vương Abdullah, hoàng tử Najaf và hoàng tử Salman là những người trong 40 người con trai của quốc vương Abdulaziz bin Saud đã thành lập vương quốc trong năm 1935. Hoàng tử Salman đã làm Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 11 năm ngoái và đã làm đô trưởng Riyadh trong 5 thập niên. Thái tử Najaf đã qua Thụy Sĩ chữa bệnh từ tháng 5. Người hành hương Iraq đang bắt đầu quay về nhà, tin từ Baghdad. Người Shiite hành hương đã đông đảo tham gia lễ kỷ niệm, lễ tưởng niệm ngày từ trần của Thánh Musa al-Kathim và ngày hôm nay họ bắt đầu quay trở về nhà. Họ đã nhiều lần bị tấn công và hàng chục người chết. Trên đường về, họ đã khen ngợi tình trạng an ninh. Ông Karim Mahmoud nói, an ninh rất tốt, hàng triệu người đã đi thương tiếc Thánh Musa al-Kathim, còn số người hành hương mỗi năm mỗi tăng, mặc dù bị thành phần khủng bố tấn công. Bà Mostak nói, bà ta đến từ Shad City, phục vụ cho người hành hương ở dọc đường và trong ngôi đền đều rất tốt. Mặc dù chính phủ đã gia tăng các biện pháp an ninh, đóng cửa nhiều con đường, những vụ đánh bom và tấn công nhắm vào người hành hương đã làm 70 người chết. Ngày hôm nay, một chiếc xe bom đã nổ ở thủ đô Baghdad, làm 9 người tử thương và 31 người bị thương. Trái bom đã gắn trong một chiếc xe taxi đậu trên con đường người hành hương trở về. Các vụ tấn công nhắm vào người Shiite hành hương tạo lo ngại sẽ đưa Iraq lâm vào tình trạng xung đột giáo phái như các năm 2006 và 2007, nhất là trong lúc ba phe Sunni, Shiite và người Kurd đang tranh chấp quyền lực trong chính phủ liên hiệp. Người Ai Cập đang đông đảo đi bầu tổng thống, tin từ Cairo. Người Ai Cập bắt đầu tới phòng phiếu để chọn lựa giữa một người Hồi giáo và một cựu tướng lãnh, nguyên thủ tướng cuối cùng của tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak làm từng tổng thống Ai Cập. Sáng nay, người đi bỏ phiếu đã xếp hàng dài trước các phòng phiếu, mở cửa vào lúc 8 giờ sáng. Một cử tri nói, cho tới nay ông ta thấy các cuộc bầu cử đã được tiến hành rất tốt, đều là những cuộc bầu cử tự do công bằng. Một người khác nói, ông ta bỏ phiếu cho ông Mohamed Morsi. Ai Cập đã bị quân đội cai trị trên 60 năm, cần phải chọn lựa một hệ thống khác. Trong lúc đó, tại thành phố Sharqiya, là thành phố quê hương của ông Morsi, cử tri đã xếp hàng dài từ mờ sáng. Một cử tri nói, ông Morsi là một giáo sư đại học, có nền tảng kiến thức khoa học, chính trị và tôn giáo. Một cử tri khác nói, lá phiếu của ông dành cho người có lý lịch tốt, có thể xây dựng lại quốc gia, không muốn có sự liên hệ nào với chế độ cũ và tham nhũng. Mặc dù người Ai Cập đang tham gia cuộc bầu cử tự do lần đầu tiên trong lịch sử kể từ thời đại Pharaohs, họ cũng đã phải trải qua một giai đoạn chuyển tiếp do quân đội cầm quyền đầy hỗn loạn sau khi ông Mubarak bị lật đổ vào ngày 11 tháng 2 năm 2011. Ông Nabil El Arabi đi bỏ phiếu. Kính thưa quý vị, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil El Arabi đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Ai Cập ở Cairo. Hiện giờ thì chưa có bản hiến pháp mới ấn định quyền lực của Tổng thống, nên các nhà đầu tư các cường quốc thế giới chưa thể biết rõ chế độ Tổng thống của quốc gia đông dân nhất trong khối Ả Rập sẽ là chế độ như thế nào. Ông El Arabi đã kêu gọi cử tri đi tham gia bầu cử và nói rằng dân chúng đã tập trung tới quảng trường Tahrir đòi tự do, dân chủ và công bằng xã hội. Đòi hỏi này đã được công nhận, nhưng mọi vấn đề đều phải được cần thời gian. Nếu chọn lựa giữa một quốc gia tôn giáo và một quốc gia dân sự, ông ta sẽ chọn một quốc gia dân sự. Điều quan trọng là mọi người nên đi bỏ phiếu để quyết định, thực thi quyền của mình để quyết định vận mệnh quốc gia.
Đây là lần đầu tiên người dân Ai Cập có những quyền này. Những ứng cử viên được coi là thế tục trung dung thiên tả, Hồi giáo ôn hòa đã bị loại trong vòng bầu cử thứ nhất. Hiện giờ khoảng 50 triệu cử tri Ai Cập phải chọn lựa giữa ông Ahmed Shafik, 70 tuổi, và một cựu tướng lãnh, thủ tướng cuối cùng của ông Mubarak, hay là ông Mohamed Morsi, 60 tuổi, là ứng cử viên của phong trào huynh đệ Hồi giáo, một phong trào đã bị đàn áp và cấm hoạt động trong 60 năm. Ông Amosa cũng đi bỏ phiếu. Kính thưa quý vị, ông Amosa, người đã bị thất cử trong cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống vòng đầu, đã tới ngôi trường Fatma Anen của ở thủ đô Cairo để bỏ phiếu. Trong lúc đứng xếp hàng, ông Mosa kêu gọi người Ai Cập đông đảo tham gia bầu cử và nói rằng quốc gia cần phải được ổn định, mọi người đi bỏ phiếu là góp phần tạo sự ổn định cho quốc gia. Người dân thành phố Suez đi bỏ phiếu. Người Ai Cập ở thành phố Suez đang đông đảo tham gia bầu cử, đứng xếp hàng trước các phòng phiếu. Mặc dù đang đi bỏ phiếu với phán quyết đòi giải tán quốc hội mới đây của Tòa Bảo Hiến, người Ai Cập đang phân vân, không hiểu những vị tướng giàu có ở Ai Cập có tôn trọng hứa hẹn trao quyền dân sự hay không. Hỗn loạn xảy ra tại phòng phiếu. Kính thưa quý vị, những người ủng hộ ứng cử viên Hồi giáo Mohamed Morsi và cựu tướng lãnh Ahmed Shafik đã tố cáo nhau gây hỗn loạn tại phòng phiếu. Một trong những nơi tranh cãi đã diễn ra tại thành phố Sharqiya là thành phố quê hương của ông Morsi. Cử tri ông Mohamed nói khi ông ta bỏ lá phiếu đã bị một phụ nữ la hét đòi ông ta phải bỏ phiếu cho Morsi. Sau đó đã có sự xung đột giữa một ký giả đài truyền hình và hai cử tri. Một nhân chứng nói những kẻ gây hỗn loạn đều là những người ủng hộ ông Shafik. Dân biểu Hoa Kỳ đang quan sát cuộc bầu cử tại Cairo. Dân biểu Hoa Kỳ David Rager đang quan sát cuộc bầu cử ở thủ đô Cairo và nói rằng cách mạng là một tiến trình chua cay khó khăn, đã có nhiều người tranh đấu cho tự do đã hy sinh. Mặc dù đang có nhiều người Ai Cập không hài lòng với cuộc bầu cử vào ngày hôm nay, nhưng người Ai Cập đã đạt được nhiều tiến triển trong 18 tháng qua. Cuộc bầu cử ngày hôm nay là những gì chưa từng có trong lịch sử 7.000 năm của Ai Cập, cho nên dù có những sự chỉ trích nào đi nữa, hai ngày cuối tuần này là lần đầu tiên trong 7 thiên niên kỷ người Ai Cập mới được tự do bầu tổng thống và chỉ có Chúa Trời mới biết ai sẽ là người chiến thắng. Kết quả cuộc bầu cử có thể biết được vào đêm Chủ nhật ngày sau 2 ngày bầu cử. Biểu tình chống hội nghị thượng đỉnh các nước G20 tin từ Mexico City. Ngày hôm qua, hàng ngàn người đã tập trung tại một trung tâm lịch sử của thủ đô Mexico City để biểu tình chống cuộc họp thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra ở thành phố Los Cabos vào ngày thứ hai tuần tới. Người biểu tình đã tuần hành qua nhiều địa điểm quan trọng như đài kỷ niệm cách mạng, tượng El Caballito, điện nghệ thuật. Một người tham gia nói, bà ta là hội viên phong trào xã hội Foro ở Tây Ban Nha, xuống đường chống lại các chính sách tội ác của G20, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Liên Âu và của chính phủ Tây Ban Nha hiện nay. Trong ngày thứ Năm, tổ chức Oxfam đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 đưa ra một chương trình cụ thể để giải quyết tình trạng khủng hoảng lương thực trên thế giới. Hội viên Oxfam đã ăn mặc giả dạng nguyên thủ các nước G20, tập trung tại đài kỷ niệm cách mạng, cầm những quả bong bóng có dấu hiệu đồng Mỹ Kim và một chìa khóa lớn mang hàng chữ an ninh lương thực. Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ tới ngày họp thượng đỉnh G20, các nhà tranh đấu muốn những nhà lãnh đạo kinh tế thế giới không quên vấn đề an ninh lương thực, bên cạnh việc tập trung thảo luận những vấn đề khác như là ổn định kinh tế và cải cách hệ thống tài chính quốc tế. Hàng ngàn người Nga qua Warsaw ủng hộ đội Ban Nha, tin từ Warsaw. Hàng trăm người Nga đã đi tàu lửa ban đêm từ Moscow và đã đến thủ đô Warsaw của Ba Lan trong sáng nay. Khoảng 20.000 người Nga đã mua vé đi xem trận đấu giữa Nga và Hy Lạp. Hàng ngàn người Nga không mua vé cũng sẽ qua Ba Lan để ủng hộ đội Ban Nha. Trận đấu quan trọng của nhóm A sẽ diễn ra dưới sự đề phòng và cảnh giác an ninh cao độ sau khi người ủng hộ đội Ban Nga và Ba Lan đã xung đột nhau trong ngày 12, làm nhiều người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ gần 200 người. Chính quyền đã bố trí 6.000 cảnh sát trên đường phố, tuyên bố không để cho bạo động tái diễn. Những người Nga tới Warsaw trong sáng nay nói họ muốn hòa bình, thành phần bạo động túc cầu là thành phần không thể chấp nhận. Các fans hâm mộ túc cầu tiếp tục ủng hộ đội banh nhà của họ. Vào ngày hôm nay, đội banh Ba Lan và Hy Lạp ở trong tình trạng phải thắng hay thua để phải rời bỏ cuộc tranh tài Euro 2012. Ba Lan đã hòa 2 trận, sẽ gặp đội tiệp khắc đã ghi được 3 điểm ở Wroclaw vào lúc 18:45 theo giờ quốc tế.
Một người Ba Lan nói, đội Ba Lan phải thắng, phải đi vào thứ tứ kết. Tiệp khắc đã thua Nga 4-1, nhưng thắng Hy Lạp 2-1. Nga đã giữ 4 điểm, có nhiều hy vọng chiến thắng Hy Lạp trong trận đấu bắt đầu lúc 18:45 ở Warsaw. Một cổ động viên Nga nói, anh ta tin tưởng chắc chắn là Nga sẽ chiến thắng. Nhưng một cổ động viên Hy Lạp nói, nếu không tin tưởng đội Hy Lạp thắng, thì anh ta đã không tới Warsaw. Mặc dù chỉ có một điểm, Hy Lạp không nản chí, tin tưởng có thể tạo ngạc nhiên như năm 2004. Nhiều cổ động viên trên đường phố đã nói lên cảm tưởng đối với vụ bạo động trong ngày thứ ba. Một cổ động viên Hy Lạp nói, khoảng 200 người đã làm hoen ố hình ảnh Ba Lan và đa số dân chúng Ba Lan chắc chắn cảm thấy xấu hổ với hành động của họ. Đối lập Syria tiếp tục họp ở thành phố Istanbul, tin từ Istanbul. Ngày hôm nay là ngày thứ nhì các nhóm đối lập Syria tập trung ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết mọi sự bất đồng trước khi tham dự hai cuộc họp quốc tế. Cuộc họp quốc tế thứ nhất do Liên đoàn Ả Rập tổ chức ở Cairo nhưng chưa ấn định thời điểm. Cộng đồng quốc tế đang chuẩn bị tổ chức một cuộc họp về tình trạng khủng hoảng Syria vào ngày 30 tháng 6 với hy vọng làm cho chương trình đình chiến của ông đặc sứ Kofi Annan được hai phe Syria tôn trọng và thi hành. Hội đồng quốc gia Syria đã bầu chủ tịch mới trong tuần trước. Ông Abdelbaset Sida là ứng cử viên duy nhất. Mặc dù đã bầu chủ tịch mới, nhưng các thành phần trong hội đồng vẫn tiếp tục chia rẽ. Trong cuộc họp ngày hôm nay, cũng có đại diện nhiều nhóm chưa tham gia hội đồng và họ muốn gia nhập hội đồng. Cuộc họp giữa Hội đồng quốc gia Syria sẽ kết thúc vào ngày mai. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Xin quý vị đừng rời màn hình. Sau một vài thông tin thương mại, Thanh Thanh sẽ trở lại với phần tin Á Châu.